Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 4, trang 164, sách giáo khoa toán lớp 5, bài phép chia. Bài tập 4 đề bài yêu cầu các con tính bằng hai cách. Như vậy, với bài tập này, chúng ta sẽ áp dụng công thức sau. Cô có mở ngoặc A cộng B, đóng ngoặc, chia C sẽ bằng A chia C cộng B chia C. Chúng ta sẽ áp dụng công thức này để thực hiện tính giá trị của hai biểu thức bằng hai cách trên. Câu A. Cô thực hiện giải bằng cách 1. Bảy phần 11 chia 3 phần 5 cộng 4 phần 11 chia 3 phần 5 Ta thực hiện tính toán như bình thường, phép chia trước, phép cộng sau. Cô lấy 7 phần 11 nhân với phân số đảo ngược của phân số 3 phần 5 là 5 phần 3. Tương tự, cô cũng lấy phân số 4 phần 11 nhân với phân số đảo ngược của phân số 3 phần 5 là 5 phần 3. Cô nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số. 7 x 5 bằng 35, 11 x 3 bằng 33. Tương tự, cô có 4 x 5 bằng 20, 11 x 3 bằng 33. Như vậy cô được phân số 20 phần 33. Đây là hai phân số có cùng mẫu số, chính vì vậy cô chỉ việc cộng tử số của hai phân số đó và được kết quả 55 phần 33. Cô chia cả tử số và mẫu số của phân số này cho 11 và được kết quả 5 phần 3. Cách 2. Bảy phần 11 chia 3 phần 5 cộng 4 phần 11 chia 3 phần 5 Cô lấy 7 phần 11 cộng với 4 phần 11 đóng mở ngoặc rồi cùng chia cho 3 phần 5 Mở ngoặc 7 phần 11 cộng 4 phần 11 đóng ngoặc chia 3 phần 5 7 phần 11 cộng 4 phần 11 ta cộng tử số 7 cộng 4 bằng 11 phần 11 mẫu số ta giữ nguyên 11 phần 11 chia cho 3 phần 5 11 phần 11 chính bằng 1 1 chia cho 3 phần 5 Hay chính bằng 1 nhân với 5 phần 3 Và cũng bằng 5 phần 3 Như vậy là chúng ta đã làm xong câu A Câu B Cô giải bằng cách thứ nhất. Mở ngoặc 6,24 cộng 1,26 đóng ngoặc chia cho 0,75. Ta thực hiện tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. 6,24 cộng 1,26 chúng ta tính trước. 4 cộng 6 bằng 10, viết 0, nhớ 1.
2 cộng 2 bằng 4, nhớ 1 bằng 5, viết 5. 6 cộng 1 bằng 7, viết 7. Viết dấu phẩy. Như vậy cô được kết quả là 7,50 chia cho 0,75. 7,50 chia cho 0,75, ta đặt tính ra nháp. Ta thấy phần thập phân của cả hai số đều có hai chữ số, cô có thể bỏ dấu phẩy ở cả hai số đó. Cô thực hiện phép tính 750 chia cho 75. 75 chia cho 75 được 1. 1 nhân 75 bằng 75. 75 trừ 75 bằng 0, hạ 0. 0 chia 75 bằng 0. 0 nhân 75 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. Cô được kết quả bằng 10. Cách 2. Ta vẫn có mở ngoặc 6,24 cộng 1,26. Đóng ngoặc chia cho 0,75. Ở cách 2, cô sẽ lấy từng số hạng chia cho 0,75 bằng 6,24 chia 0,75 cộng 1,26 chia 0,75. Ta thực hiện phép tính chia trước, phép tính cộng sau. Cô có 6,24 chia 0,75. Phần thập phân của cả hai số đều có hai chữ số. Như vậy, cô sẽ bỏ dấu phẩy ở cả hai số đó. Cô thực hiện phép tính 624 chia cho 75. 624 chia cho 75 được 8. 8 x 5 bằng 40, viết 0, nhớ 4. 8 x 7 bằng 56, nhớ 4 bằng 60. 624 trừ 600 bằng 24. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, sau đó viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư. Cô lấy 240 chia cho 75 được 3. 3 x 5 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 3 x 7 bằng 21, nhớ 1 bằng 22. 0 không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5, nhớ 1. 2 nhớ 1 bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1. Cô viết thêm chữ số 0. 150 chia cho 75 bằng 2. 2 x 75 bằng 150. 150 trừ 150 bằng 0. Như vậy, cô được kết quả là 8,32. Cộng, chúng ta tiếp tục thực hiện phép tính chia. 1,26 chia cho 0,75. Cô bỏ dấu phẩy ở cả số bị chia và số chia. Sau đó cô thực hiện phép tính 126 chia cho 75 được 1. 1 x 5 bằng 5. 1 x 7 bằng 7. 6 trừ 5 bằng 1. 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, sau đó viết thêm một chữ số 0. Ta được 510 chia 75 bằng 6. 6 x 5 bằng 30, viết 0, nhớ 3. 6 x 7 bằng 42, nhớ 3 bằng 45. 0 trừ 0 bằng 0. 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6, nhớ 1. Viết thêm một chữ số 0. Cô có 600 chia cho 75 bằng 8. 8 x 5 bằng 40, viết 0, nhớ 4. 8 x 7 bằng 56, nhớ 4 bằng 60. 600 trừ 600 bằng 0.
Như vậy cô được kết quả là 1,68. Ta thực hiện phép tính cộng 8,32 cộng 1,68. 2 cộng 8 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 6 bằng 9, nhớ 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 8 cộng 1 bằng 9, nhớ 1 bằng 10. Như vậy cô được kết quả là 10,00 hay chính bằng 10. Vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 4, trang 169, sách giáo khoa toán lớp 5 bài phép chia. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt!